Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tăng Cảng. Mình tên là Thắng nha các bạn. Mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục mua bán xe qua sử dụng cũng như hỗ trợ về ngân hàng. Nếu như các bạn nào đang có định mua xe qua sử dụng mà góp ngân hàng nha. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe mới vừa được công ty mình thu về. Đó chính là chiếc xe Fortuner nha các bạn. Thì trước mặt các bạn đây chính là Fortuner máy xăng số tự động một cầu 2012 màu bạc. Có một điểm đặc biệt ở chiếc xe này là mới đi được có 47.000 km nha các bạn, 1 km chuẩn luôn. Chủ trước dùng rất ít nha các bạn. Vừa bên công ty mình phải lặn lội xuống Đồng Tháp để mà thu cái xe này về, một chiếc xe tỉnh. Thì đối với những cái xe ở tỉnh các bạn thì khách hàng người ta dùng xe rất là kỹ và bảo dưỡng rất là đều luôn. Và hầu như thì những cái xe ở tỉnh thì đi rất là ít nha các bạn, mới đi được 47.000 km, hơn 8 năm chỉ đi được 47.000 km thôi, rất là ít luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi quay hiện trạng về ngoại thất, nội thất và công bố về cái giá bán luôn. Để cho các bạn chúng ta đang tìm một chiếc xe Fortuner máy xăng để chúng ta đi gia đình á. Thì thông qua clip này các bạn thấy được chiếc xe. Và nếu như các bạn chúng ta ưng ý thì có thể đặt cọc ngay để mà giữ xe nha các bạn. Rồi xin mời các bạn. Mình đi phía trước nha các bạn. Đây. Đèn zin, cản đầu có một số vết xước nhỏ thì bên công ty mình sẽ dọn lại hết nha các bạn. Cản mặt ca lăng còn rất là mới nè. Chung xe đi ít cho nên là chắc xe còn rất là mới nha các bạn. Đây. Những cái chỗ này là chỉ theo năm tháng nó cũ thôi. Chủ xe chạy rất là kỹ. Rồi mâm lốp nè các bạn, 47.000 km thì chắc chắn đây là cái lốp zin theo xe rồi. Lốp zin. Mâm thì đã được chủ trước sơn lại cái mâm màu xám, nhìn cho cái xe nó đẹp hơn nha các bạn. Đã được sơn lại cái mâm nè. Lốp zin nè các bạn, đây. Bạn để ý nè, đó. Tuần thứ 7 của năm 2012 đó, lốp zin theo xe luôn. Gầm bệ thì chưa có dấu sửa chữa thay thế gì hết. Chiếc xe cọp nha các bạn. Gương chiếu hậu thì số vết trầy thôi, thì nhớ bên công ty mình sẽ dọn lại hết cho nó đẹp. Cửa nẻo đồ là nước sơn zin, chưa từng vo quẹt nha các bạn. Lốp sau cũng là lốp zin nè, mâm lốp sau. Rồi, đã được chủ lắp thêm cái cản phía sau nữa các bạn, cái nóc. Thì nếu như các bạn chúng ta thích á, thì để lại, còn không thích thì bên công ty mình sẽ hỗ trợ tháo ra. Đèn phía sau nữa các bạn, đèn zin nha, chưa thay thế, chưa bể gì hết. Lắp thêm. Đó, một chiếc xe cũng rất là đẹp nha các bạn. Thì đối với những chiếc xe mà chạy ít như thế này thì rất khó để mà thu về nha các bạn, lượng xe nó không có nhiều. Rồi, đây cũng là mâm lốp zin theo xe luôn nè, đó. Rất là dày. Cho các bạn coi gầm bệ nè. Xe này là mới vừa về chưa có dọn gì hết nha các bạn. Đó, hiện trạng cái xe mới về chưa dọn. Thì cái xe này khoảng độ thêm 10 ngày nữa mới hoàn thiện. 10 ngày nữa thì sẽ trải qua quá trình kiểm tra chất lượng và làm đẹp. Thì sau đó sẽ chào bán, thì tầm khoảng 10 ngày. Thì nếu trong thời điểm này á có khách hàng đặt cọc thì bên công ty mình sẽ ưu tiên cái xe đó cho khách hàng đó nha các bạn. Còn nếu như các bạn chúng ta chờ đến khi mà hoàn thiện thì mình nghĩ sẽ không có cơ hội đâu. Tại vì những cái xe này lượng khách rất là nhiều nha các bạn. Rồi vô trong nội thất nè các bạn. Đây. Mọi thứ chỉ phai màu theo 5 tháng thôi. Chủ xe dùng rất là kỹ. Ghế chỉnh điện luôn. Ghế thì họ dơ nha các bạn, giờ chưa vệ sinh á. Đó. Đó. Những cái này mình sẽ bên công ty sẽ vệ sinh theo cái gói làm đẹp công nghệ Marukuri độc quyền Toyota Tăng Cảng. Thì sẽ sử dụng, sẽ tháo tất cả cái ghế này ra luôn để mà vệ sinh từng cái, vệ sinh sàn xe này nọ luôn. Làm rất là kỹ nha các bạn. Đó, vô lăng nè. Rất là mới. Đầu DVD tích hợp camera gear. Số tự động nè, rất gọn gàng. Có luôn bọc trần nha các bạn. Chiếc xe cũng rất là mới. Rồi phía sau nè các bạn. Đây. Đó. Chưa dọn mà nhìn cũng còn rất là sạch sẽ nha các bạn. Thì quan trọng là chủ trước các bạn, chủ trước dùng cái xe rất là kỹ. Đó, về tổng thể cái xe Fortuner máy xăng số tự động một cầu này thì chạy được 47.000 km nha các bạn. Và hiện tại thì công ty dự kiến chào bán với mức giá là 530 triệu. Dự kiến chào bán mức giá là 530 triệu nha các bạn. Thì nếu như các bạn chúng ta quan tâm xe này thì hãy gọi ngay cho mình để mình tư vấn các bạn cụ thể hơn và có thể đặt cọc ngay để mình giữ xe, tránh mất cơ hội nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip review chiếc xe Fortuner của mình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào. Quý vị và các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông tin xe cũ về nhanh nhất.
và đặc biệt sẽ nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng khi liên hệ Văn Thắng để mua bán xe. Xin chân thành cảm ơn.